quê của tụi em á là đến với đồ bà em ngày hôm nay á là có năm món là món xoài cua là nó là được sự hỗ trợ của chúng tôi được quản lý để tạo hội thi 2022 là tỉnh Kiên Giang là được giải nhất. Với các món ăn như sau: gỏi tép nấu bông điên điển, cá lóc đồng quay đen, lẩu cua đồng cậu ba, cá lô kho cá giác, cơm bé thơm và đặc biệt cơm này là được nấu từ tạo tài niên của tôi tới.